Dạ các bạn, hôm nay bên mình làm cái món đầu heo nướng siêu cay ha. Chúng ta đang ướp cái đầu heo để cho nó lâu, tầm khoảng nửa tiếng để cho nó thấm vô các bạn. Để mình khi mình nướng rất là ngon, thơm. Gia vị thì chúng ta làm sẵn đó, hành, tỏi và một số nguyên liệu khác phụ kiện kèm theo sa tế. Nói chung chúng ta ăn cay, chúng ta làm thịt cay, nhiều ớt. Sáng thứ bảy không có gì, lật lên ướp cho nó, đúng rồi, lật ngược lại, đúng rồi, đúng rồi. À, chà vô trong xíu nữa để mình nướng cho nó thấm, cho nó ngon.